Chiều ngày 2 tháng 8, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm tặng quà người dân khó khăn, người khuyết tật và bệnh nặng trên địa bàn quận 3. Đây là những gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tại phường 4 quận 3, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đã đến thăm bà Trịnh Thị Oanh. Trước là thanh niên xung phong, gia đình thuộc diện hộ nghèo, bà Oanh đã lớn tuổi lại phải chăm con bị khuyết tật nặng. Đoàn cũng đến thăm ông Trương Bửu Sơn tại đường số 4, phường 4. Ông Sơn sống một mình. Trước khi có dịch Covid-19, ông sống bằng nghề chạy xe ôm, hiện ông thất nghiệp. Nhận phần quà nghĩa tình trên tay, ông Sơn xúc động cảm ơn chính quyền địa phương đã hết lòng chăm lo cho gia đình ông. Đoàn cũng đến gia đình bà Trần Thị Phượng, là hộ gia đình nghèo ngụ đường số 7, phường 4, quận 3. Bản thân bà có nhiều bệnh nền, hai con lại mắc bệnh. Khi đến thăm các gia đình, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xúc động, chia sẻ khó khăn cùng gia đình. Ngoài trao quà, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cũng gửi lời thăm hỏi, động viên, mong người dân cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, vững tin vào sự chăm lo và quyết tâm của chính quyền trong công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, đoàn cũng đã đến thăm 4 gia đình khó khăn khác trên địa bàn phường 5, quận 3. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhắc nhở địa phương có hướng chăm lo kịp thời đến các gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Tại mỗi nơi đến, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đã trao phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như mì, sữa, bánh, thức ăn, khẩu trang và tiền mặt đến các gia đình.